Ví dụ sau đây giúp bạn hiểu hơn về loại hình kinh doanh này, thậm chí có thể bạn đã từng làm nhưng không hề được chia lợi nhuận. Bạn có người bạn giới thiệu hai quán phở A và B rất ngon. Bạn đến đây và thấy đúng là ngon thật. Bạn đến ăn thường xuyên, đồng thời giới thiệu cho bạn bè. Những người bạn được giới thiệu cũng đến ăn và thấy ngon, liền giới thiệu cho bạn của họ. Cứ thế, có rất nhiều người đến hai quán phở từ lời giới thiệu ban đầu của bạn. Bây giờ hãy tưởng tượng một ngày nọ, ông chủ quán A tuyên bố thay vì trả 30% vào chi phí quảng cáo, sẽ trả 5% tiền hoa hồng cho những ai giới thiệu người khác đến ăn. Chưa hết, khi những người được bạn giới thiệu tiếp cho những người khác, bạn tiếp tục nhận thêm 5% nữa từ những người bạn không quen này. Cứ thế cho đến tầng thứ 6, tức là tổng cộng là 30%. Ngay cả khi bạn không đến ăn hoặc giới thiệu thêm người mới, bạn vẫn nhận được tiền hoa hồng. Vậy bạn sẽ giới thiệu bạn bè đến quán A hay quán B? Chắc chắn là A đúng không ạ? Tại sao không? Đây là ví dụ tiêu biểu về hình thức gọi là network marketing, hay thời nay còn gọi là mô hình kinh doanh xã hội, tức social business. Vì các hình thức truyền miệng hiện nay rất phổ biến qua các hình thức mạng xã hội như Facebook, YouTube, v.v. Network marketing hay social business cho phép bạn toàn quyền sử dụng những cơ sở kinh doanh của đối tác như văn phòng, trung tâm nghiên cứu, hệ thống máy tính, hệ thống vận chuyển, đội ngũ nhân sự mà không phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào. Tuy nhiên bạn sẽ không nghe nhiều về những ưu điểm này, thay vào đó bạn sẽ nghe những cụm từ tiêu cực như là lừa đảo, giá cao, dưới làm trên hưởng, lôi kéo người thân, nói quá sự thật, chất lượng sản phẩm không thật, có nghe báo chí hoặc các website viết tiêu cực. Hãy xem chi tiết lần lượt từng vấn đề. Thứ nhất là lừa đảo. Một vài kiến trúc sư lừa đảo không thể nói tất cả kiến trúc sư đều lừa đảo. Một vài nhà báo lừa đảo không thể nào nói tất cả các báo lừa đảo. Một vài kế toán lừa đảo nhưng không thể nói tất cả kế toán đều lừa đảo. Mọi nơi đều có lừa đảo nhưng không thể nói tất cả những ai làm trong ngành đó là lừa đảo. Tin vui đó là ngày càng có nhiều kẻ làm network marketing lừa đảo và bất chính thì sẽ bị pháp luật can thiệp và trừng trị. Lừa đảo hay kinh doanh một cách chuyên nghiệp hoàn toàn do con người tạo ra. Giá cao. Để nói cao hay thấp, bạn cần có một cột mốc để so sánh. Mốc so sánh ở đây chính là mức thu nhập và khả năng chi trả của người tiêu thụ. Vì cuối cùng ai là người định giá của một sản phẩm? Đó chính là người khách hàng. Đó chính là sự cân đối giữa cung và cầu, giữa số tiền phải trả và chất lượng cũng như lợi ích mà sản phẩm đó mang lại cho người trả tiền. Nếu sản phẩm được bán chạy và đạt doanh số cao, có nghĩa là sản phẩm được chấp nhận của đại đa số khách hàng, có nghĩa là giá không cao, giá phải luôn luôn hợp lý. Dưới làm trên hưởng. Trong mô hình kinh doanh truyền thống, chủ doanh nghiệp mua sức lao động của nhân viên để tạo ra lợi nhuận cho chính mình. Bạn có thể tự phân tích người nào làm và người nào hưởng. Ngược lại, kinh doanh nếu có marketing chuyên nghiệp, ai làm người ấy hưởng. Giả sử tuyến trên của bạn chỉ xây dựng được một hoặc hai nhánh, trong khi bạn xây dựng được 10 nhánh thì thu nhập của bạn sẽ gấp nhiều lần tuyến trên của bạn. Lôi kéo người thân. Giả sử bạn mở một tiệm phở thì ai là những người đầu tiên bạn giới thiệu và mời đến trong ngày khai trương ? Nếu không phải là bạn bè và người thân. Trong bất kỳ hình thức kinh doanh nào, những khách hàng đầu tiên phần lớn là bạn bè, người thân, những người quen biết. Người làm network marketing chuyên nghiệp sẽ không lôi kéo bằng mọi giá mà chỉ giới thiệu người thân sử dụng sản phẩm sau khi người ta đã dùng và trải nghiệm kết quả tốt đẹp. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi người đó đồng ý sử dụng, có hiệu quả và muốn trở thành khách hàng và muốn tham gia kinh doanh. Nói quá sự thật. Bạn có từng xem quảng cáo trên TV không? Có thấy các quảng cáo nói đúng sự thật qua các hình ảnh minh họa không ? Trong khi các công ty kinh doanh truyền thống ngày ngày công khai nói quá sự thật, phóng đại, quá mức về sản phẩm của mình, thì các công ty network marketing có một nguyên tắc là không quảng cáo qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Tất nhiên có những kẻ làm kinh doanh bất chính nói quá sự thật về công dụng của sản phẩm. Nếu bạn được ai đó giới thiệu một loại thực phẩm chức năng chữa được ung thư hay tiểu đường, xin hãy báo ngay với công ty để được xử lý. Chất lượng sản phẩm không thật. Đây là cách nói khác của việc khách hàng có hài lòng với sản phẩm hay không. Để một khách hàng hài lòng về sản phẩm cần hai yếu tố. Thứ nhất, công ty phải tạo niềm tin bằng công nghệ sản xuất, các loại giấy chứng nhận liên quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng. Khi đã yên tâm với các thông tin do công ty đưa ra, khách hàng tự mình trải nghiệm để xem hiệu quả của sản phẩm có đúng như thông tin mà công ty đã đưa ra. Nếu bạn chưa từng dùng sản phẩm, liệu có hơi vội khi kết luận chất lượng sản phẩm không thật? Có nghe báo chí hoặc có các website viết tiêu cực. Năm 2014, hãng tin BBC đưa tin về một thí nghiệm của hai nhà nghiên cứu Mark Strassler và Stuya Soroka tại Đại học McGill ở Canada. Thí nghiệm yêu cầu người tham gia chọn những tin tức về chính trị trên một tờ báo điện tử và một camera bí mật theo dõi chuyển động nhãn cầu mắt của người tham gia thí nghiệm.
Kết quả cho thấy phần lớn người tham gia chọn những tin tức tiêu cực như tai nạn, tham nhũng, chiến tranh hơn là những tin trung lập hoặc tích cực. Bạn có thể tự mình làm một cuộc thí nghiệm nhỏ như sau. Hãy liệt kê 5 tai nạn khủng khiếp nhất và 5 sự kiện từ thiện lớn nhất trong năm 2015 mà bạn đọc được từ báo chí. Hình như bạn chỉ nhớ các tai nạn nhiều hơn thì phải, và càng khủng khiếp thì càng nhớ dai. Đó chính là lý do hầu hết báo chí luôn ưu tiên những tin tức tiêu cực để thu hút người đọc. Không chỉ riêng network marketing, mọi ngành nghề khác đều bị phản ánh. Mặc dù vậy, việc báo chí phản ứng tiêu cực là điều mà ngành network marketing và người làm network marketing chuyên nghiệp rất cần, bởi nó góp phần loại bỏ những thành phần bất chính. Tóm lại, bất kỳ ngành nghề lĩnh vực nào cũng có những kẻ bất chính gây ra những tai tiếng, nhưng không thể dựa vào định kiến để đánh giá tiêu cực tất cả những người khác trong lĩnh vực đó. Nếu bạn quyết định tham gia vào lĩnh vực này, hãy lựa chọn trở thành người làm network marketing chuyên nghiệp. Để trở thành người làm network marketing chuyên nghiệp, trước hết bạn cần chọn một đối tác là công ty chuyên nghiệp. Dưới đây là 4 lý do vì sao bạn nên chọn hợp tác cùng NuSkin. Thứ nhất, đúng xu hướng. Năm 2010, theo báo cáo của Stanford Research Institute, thì doanh thu ngành chăm sóc sức khỏe, tức là wellness, đạt 1.900 tỷ đô la. Đến năm 2013, theo Statista.com, doanh thu ngành này đã là 3.400 tỷ đô la, nghĩa là tăng 78% chỉ sau 3 năm. Riêng thị trường làm đẹp và chống lão hóa, theo BCC Research, doanh thu năm 2013 là 261 tỷ đô, dự báo năm 2018 là 345 tỷ đô la, tức là tăng trưởng 32%. Những số liệu trên cho thấy kinh doanh những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và chống lão hóa đang là xu hướng chính trong những năm sắp tới. Đi theo xu hướng nghĩa là nhu cầu của khách hàng đã có sẵn, bạn sẽ tiếp cận và giới thiệu sản phẩm dễ dàng hơn, quy mô thị trường rộng hơn và có thể xây dựng hệ thống nhanh hơn. Để kinh doanh thành công, chắc chắn bạn sẽ chọn đi theo xu hướng, đúng không ạ? Tất cả các dòng sản phẩm của NuSkin đều đáp ứng xu hướng trên. Năm 2012, NuSkin đạt doanh thu 2.17 tỷ đô. Năm 2013, NuSkin đạt doanh thu 3.18 tỷ đô và được tạp chí kinh doanh Fortune xếp hạng 68 trong 100 công ty tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2014. Điều thứ hai, công nghệ tiên tiến và độc quyền. Có rất nhiều công ty cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và chống lão hóa. Điều gì tạo khác biệt và mang lại thành công cho NuSkin? Đó chính là công nghệ độc quyền A-Slot chống lão hóa tận gốc rễ bằng những tác động vào biểu hiện gene. Công nghệ này được phát triển dựa trên nghiên cứu theo dõi hoạt động gene con người của LifeGen Technologies từ năm 2000. NuSkin hợp tác với LifeGen Technologies từ năm 2009. Đến năm 2011, NuSkin mua lại LifeGen Technologies và ứng dụng những nghiên cứu về gene để cho ra đời công nghệ A-Slot, tức là viết tắt chữ Age nghĩa là tuổi và Lot nghĩa là khóa. Bạn có muốn sử dụng những nghiên cứu độc nhất từ hơn 70 khoa học gia hàng đầu về gene trong kinh doanh không? Chắc chắn là có. Thứ ba, quy mô, uy tín và sự minh bạch của công ty. NuSkin ra đời năm 1984 tại thành phố Provo, tiểu bang Utah, Hoa Kỳ và được niêm yết trên sàn chứng khoán New York với mã chứng khoán là NUS từ năm 1996. Hiện NuSkin có văn phòng tại 53 quốc gia trên thế giới. Năm 2010 là năm mà kinh tế Mỹ bị suy thoái trầm trọng. Tạp chí Forbes đánh giá NuSkin là một trong 100 công ty đáng tin cậy nhất. Liên tục từ năm 1986 đến nay, NuSkin đã được tổ chức BBB, tức là Better Business Bureau, đánh giá mức cao nhất A+ về tình hình kinh doanh và mức độ hài lòng của khách hàng. Thứ tư là thời kỳ bùng nổ của công ty. Từ năm 1984 đến năm 2004, tức là mất 20 năm để NuSkin đạt mốc doanh thu 1 tỷ Mỹ Kim một năm. NuSkin mất 8 năm nữa, từ năm 2004 đến năm 2012, để tăng thêm 1 tỷ doanh thu đạt 2.17 tỷ năm 2012. Nhưng từ khi cho ra đời công nghệ A-Slot, NuSkin chỉ mất thêm 1 năm để tăng 1 tỷ đô, tức là đạt 3.18 tỷ vào năm 2013. Đầu năm 2014, trả lời phỏng vấn trên Bloomberg, trang tin tài chính nổi tiếng của Mỹ, CEO của NuSkin, ông Truman Hinn, cho biết mục tiêu của NuSkin là đạt doanh thu 10 tỷ đô vào năm 2020. Bạn muốn hợp tác với một công ty sắp bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ hay là một công ty đã qua thời kỳ đỉnh cao và đang đi xuống? Chắc chắn là chọn lựa thứ nhất. Hợp tác cùng NuSkin, bạn không cần phải dành toàn bộ thời gian. Chỉ cần chính mình trải nghiệm sản phẩm và đều đặn dành từ 1 cho tới 2 tiếng mỗi ngày chia sẻ với người khác. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ công ty và đội nhóm về sản phẩm, các chính sách trả thưởng, cách giúp người mới sao chép và nhân rộng hệ thống liên tục. Để đạt được những điều chưa từng có, bạn hãy làm những gì chưa từng làm. Cách duy nhất để hái quả vào 5 năm tới là bắt đầu gieo hạt ngay từ bây giờ.
xin liên lạc với người đã gửi bạn bài nói chuyện này để bạn có thể bắt đầu ngay, hoặc bạn muốn tìm hiểu thêm trước khi quyết định. Xin nhớ là bạn kinh doanh cho chính mình, nhưng bạn sẽ không làm một mình. Luôn luôn có nhiều người sát cánh hỗ trợ khắp nơi, và đặc biệt, chúng tôi có đầy đủ các công cụ hiệu quả như là video clip, chương trình hội thoại và video conferencing bằng tiếng Việt mỗi ngày sẽ giúp cho bạn có thể bắt đầu nhanh, làm ngay tại nhà và kết quả ngay. Xin cảm ơn sự theo dõi và mong bạn sẽ nhận ra rằng đây là một hình thức kinh doanh đơn giản, bạn có thể làm được và làm liền ngay ngày hôm nay.